Từ khi Peter trở thành người nhện, mỗi ngày anh đều lượn qua lượn lại trong thành phố để bắt tội phạm. Ngày đó, một tài xế xe tải chứa nguyên tố plutonium của công ty Oscorp đã bị cướp. Tên cướp phóng như điên, đụng nát cả chiếc xe cảnh sát. Ngay sau đó, Peter đã đuổi đến và khen ngợi mái tóc óng mượt của tên cướp. "Chào bạn hói, tóc bạn đẹp quá. Mình là Spider-Man. Bạn có thể gọi mình là nhện nhỏ hoặc là người nhện sư đẳng nha. Chỉ cần đừng gọi điện hẹn mình ăn cơm vào lúc nửa đêm." "Ok, bạn không thích nắm tay à? Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Tao thích giết mày được không?" "Ơ kìa bạn hói, mình có làm gì đâu." Tên cướp bị chọc tức, trực tiếp đạp mạnh chân ga, đụng vào chiếc xe buýt. Peter thấy thế liền lộn nhào một cú đẹp mắt, dùng hai chân dừng xe buýt, cứu được tất cả hành khách. Sau đó anh lại sử dụng thân thể linh hoạt, tránh được tất cả đạn, nhẹ nhàng khống chế tên cướp. "Đưa cho mình, thứ này không phải của bạn." "Tao với mày còn chưa xong đâu, thằng nhện nhọ chết tiệt kia." Giải quyết xong chuyện này, Peter lập tức chạy đến trường học tham gia lễ tốt nghiệp, đồng thời cùng với bạn gái Gwen phát cơm chó trên bục nhận bằng. Mặc dù cha của Gwen trước lúc lâm chung hy vọng Peter có thể rời xa con gái ông, nhưng hai người yêu nhau cuối cùng vẫn bước cùng với nhau. Bởi vì thất tín với đại úy Stacy, Peter đôi lúc thường xuất hiện ảo giác. Anh luôn cảm thấy đại úy Stacy đang nhìn chằm chằm mình. Peter lòng thấy có lỗi với ông nên đã cùng Gwen chia tay rồi lại làm lành hết lần này tới lần khác. Gwen không thể chịu nổi loại tình yêu lúc nóng lúc lạnh này nữa nên cuối cùng đã đề nghị chia tay với Peter. Những ngày sau đó, Peter vừa bảo vệ an toàn cho người dân trong thành phố, vừa âm thầm bảo vệ sự an toàn cho Gwen. Nhưng anh không hề biết rằng một thảm họa đang sắp ập đến. Người đang cầm đống bản vẽ này tên là Mark. Anh ta là một kỹ sư điện của công ty Oscorp. Từ sau khi được người nhện cứu sống, anh ta đã trở thành fan cứng của người nhện. Chỉ cần nghe thấy có người nói xấu người nhện thì anh không phải là người nhện, anh ấy là cung sư tử, còn anh là cung nhân mã. Đáng tiếc, đó chỉ là do anh ta tưởng tượng ra. Hôm này là sinh nhật của Mark. Anh ta vốn định xin tan làm sớm nhưng lại bị quản lý ép ở lại sửa mạch điện. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là một người cấp dưới, Mark chỉ có thể ở lại tăng ca. Đến phòng thí nghiệm, rất nhanh Mark đã phát hiện ra sự cố. Nhưng ngay lúc anh ta sửa đường dây điện, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sau đó anh ta đã bị điện giật gây sốc và rơi vào một chiếc bể nước lưỡng điện kỹ thuật biến đổi gen. Chúng tấn công anh ta, thân thể anh ta đã phát ra dòng điện cực lớn. Chỉ vòn vẹn mười mấy giây, Mark từ một người sống sờ sờ đã biến thành một bộ than đen. Vì để bảo toàn danh tiếng của công ty, ban giám đốc điều hành công ty đã bí mật giấu công chúng chuyện sự cố lần này, đồng thời bảo thuộc hạ âm thầm giấu xác của Mark. Thế nhưng ngay lúc này, Mark đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này, luồng điện mạnh mẽ chạy qua trên người anh ta. Thậm chí anh ta còn có thể kiểm soát dòng điện để khống chế các đồ vật xung quanh. Sau đó, anh ta đã đến trên đường lớn, xe cộ hai bên đều bị ảnh hưởng, không ngừng tít còi. Anh ta đã đưa tay ra chạm vào xe, điện của xe đã bị anh ta rút ngay lập tức. Lúc này, ánh đèn chói mắt đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của Mark. Anh ta đi theo hướng ánh đèn, đến được trung tâm thành phố náo nhiệt. Mọi thứ xung quanh trong mắt anh ta đều là dòng điện màu xanh. Ngay sau đó, anh ta đã khóa cáp điện chính, tiếp đó lại cạy nắp cống dưới chân, đặt hai tay lên dây cáp điện, bắt đầu hút dòng điện. Sau khi cảnh sát nhìn thấy đã vội vàng gọi chi viện, đồng thời sơ tán những người xem xung quanh. Mark từ từ đứng lên, nhìn thấy bộ dạng quái dị của anh ta, cảnh sát lập tức nổ súng vào người anh ta. Mark đã bị dọa sợ, lúc này một chiếc xe tải đang lao tới. Cả chiếc xe tải đã bị anh ta trong phút chốc hất tung. Tiếp đó, một lượng lớn cảnh sát lập tức bao vây Mark. Nhìn thấy trên màn hình lớn xung quanh toàn là hình ảnh của mình, Mark cảm thấy rất kích động. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác được quan tâm. Lúc này, cảnh sát đã ném một ống hơi cay về phía Mark. Cảm xúc của Mark đột nhiên mất kiểm soát, bạo phát ra năng lượng cực lớn. May thay lúc này, người nhện đã kịp thời đuổi đến hiện trường. Đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa người nhện và người điện. Peter đã thử dùng lời nói để ổn định cảm xúc của Mark. Đối mặt với thần tượng của mình, Mark cũng dần dần buông lỏng phòng bị. Anh ta nói với Peter rằng mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người tràn trề năng lượng, trong lòng ngập tràn lửa giận. Nhưng vừa dứt lời, một tay súng bắn tỉa đã tự chủ bắn thẳng một viên đạn về phía Mark. Mark bỗng chốc lửa giận bùng lên. Peter vốn định ngăn lại nhưng lại bị trúng một phát kích điện. Ngay cả thiết bị phóng tơ nhện ở tay trái cũng bị phá hỏng. Dần dần, mọi người bắt đầu cổ vũ cho người nhện. Trên màn hình lớn cũng từ người điện trở thành người nhện. Mark nhìn thấy cảnh này cuối cùng đã bạo phát. Anh ta cho rằng là người nhện đã cướp đi tất cả của mình. Anh đã lừa tôi. Không đâu, tôi đang muốn giúp anh đấy. Mark giải phóng dòng điện, chủ động tấn công về phía Peter. Peter đã lật một chiếc xe để ngăn một kích chí mạng. Mà lúc này, dòng điện đã xuyên qua lan can cầu thang, mọi người trên đó đang gặp nguy hiểm. Thế là, Peter đã với một thao tác đẹp nức lòng người hâm mộ để cứu mọi người.
tránh được công kích của Mark, Peter đã lợi dụng địa thế kéo vòi chữa cháy đập liên liệt vào người Mark. Mark lại giải phóng dòng điện, hai người cùng lúc đánh bay đối phương. Sau đó, Mark lại cắm dây cáp điện vào trong ngực mình, trong phút chốc đã hút hết toàn bộ điện xung quanh. Lúc này anh ta đang lơ lửng trên không trung, năng lượng tràn trề, bắt đầu tấn công người dân xung quanh. May thay lúc này, Peter đã phối hợp với nhân viên cứu hỏa, dùng súng nước khống chế Mark. Từ đó có thể thấy, học giỏi vật lý có lợi đến mức nào. Rút được kinh nghiệm trong lần giao chiến này, Peter đã quyết định cải tiến thiết bị phóng tơ nhện, làm cho nó chống lại được tấn công của dòng điện, nhưng anh đã thử vô số lần vẫn đều thất bại. Thậm chí anh còn đốt cháy cả tơ nhện. Sáng ngày hôm sau, Peter đang mơ hồ thì nhận được điện thoại của người bạn thân Harry Osborn. Bố của Harry chính là giám đốc của công ty Oscorp, Norman Osborn. 10 năm trước, Norman đã đưa Harry ra nước ngoài. Lần này trở về là vì Norman đã hơi tàn sức yếu. Thì ra, gia tộc Osborn có một loại bệnh di truyền. Một khi qua 20 tuổi thì bệnh tình sẽ dần dần phát triển. Lúc trước huyết thanh thần lần do tiến sĩ Colossi cứu chính là để chữa loại bệnh này của Norman. Nhưng thí nghiệm cuối cùng lại thất bại, cho nên loại bệnh này cũng đã trở thành bệnh không thể trị khỏi. Thế nhưng, một lần tình cờ, Harry đã nhìn thấy tư liệu mà bố mình để lại. Phát hiện bố của Peter đã nghiên cứu ra nhện đột biến có thể chữa khỏi loại bệnh này. Nhưng sau chuyện của người nhện, những con nhện này đều đã bị tiêu hủy. Hiện giờ chỉ có máu của người nhện mới có thể cứu được Harry. Harry biết Peter thường chụp ảnh cho người nhện. Thế là anh ta đã nhờ Peter tìm người nhện giúp mình. Nhưng Peter lo lắng Harry sẽ biến dị giống với tiến sĩ Connors. Thế là anh đã mặc bộ đồ người nhện, đến trước mặt của Harry và từ chối lời thỉnh cầu của Harry. Cứ như vậy, tia hy vọng cuối cùng của Harry cũng đã tan biến. Từ đó anh ta cũng đã sinh lòng oán hận đối với người nhện. Nữ trợ lý đã tìm đến Harry, đồng thời nói với anh ta. Lúc đó, trước lúc tiêu hủy số nhện biến dị, lãnh đạo công ty đã lưu lại một phần máu độc của nó. Điều này khiến Harry lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Anh ta lập tức triển khai điều tra, nào ngờ lại bất ngờ nhìn thấy dữ liệu nghiên cứu thí nghiệm của Mark. Thì ra, Mark không phải nằm trong tay cảnh sát, mà là bị lãnh đạo công ty bắt vào bệnh viện tâm thần để làm thí nghiệm. Ngay lúc này, phó chủ tịch đã dẫn theo bảo vệ xông vào văn phòng. Vụ oan gia họa cho Harry đã che đậy vụ tai nạn của Dylan, đồng thời nhân cơ hội loại anh ta khỏi vị trí CEO và nắm quyền kiểm soát Oscorp. Vì để chữa khỏi bệnh cho mình, Harry đã lẻn vào bệnh viện tâm thần. Anh nói với Mark, tôi có thể thả anh ra ngoài, nhưng anh phải giúp tôi trở lại bên trong tòa nhà Oscorp. Sau khi xong chuyện, chúng ta sẽ cùng trừ khử người nhện. Lúc này, một lượng lớn cảnh vệ còn 30 giây nữa là đuổi đến hiện trường, nhưng Mark vẫn do dự không quyết. Hãy cho tôi một lý do để tin anh đi, bởi vì tôi cần anh. Vào giây phút này, trong lòng của Mark đã có đáp án. Vào khoảnh khắc cảnh vệ sắp bắt Harry, anh ta đã dùng kích điện để nạp điện cho Mark. Giây tiếp theo, Mark đã phóng ra dòng điện cực lớn giết chết tất cả cảnh vệ. Sau đó, anh ta lại giúp Harry đánh vào tòa nhà Oscorp. Tiếp đó, Harry đã ép phó chủ tịch đi lấy máu độc của nhện biến dị. Mà bên này, Mark đã chui vào mạng lưới điện, bắt đầu tận dụng nguồn điện. Đến phòng thí nghiệm, phó chủ tịch đã lấy máu độc của nhện biến dị ra. Harry uy hiếp phó chủ tịch tiêm cho mình một mũi. Ngay sau đó, độc tố đã lan đến toàn thân Harry. Quả nhiên Peter đã nói đúng, thân thể của Harry đang biến dị với tốc độ nhanh chóng. Vào thời khắc nguy hiểm, anh ta đã mặc lên bộ áo giáp mà bố mình chế tạo. Quả nhiên, công năng tự chữa thương của áo giáp đã cứu Harry một mạng. Từ đây, người biến dị mới đã được sinh ra. Bên kia, Gwen đang bị kẹt xe trên đường đến Anh du học. Lúc này, cảnh tượng trên cầu đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Thì ra Peter vì muốn giữ Gwen ở lại mà đã dùng cách lãng mạn này tỏ tình với cô. Tiếp đó, Peter đã dẫn Gwen lên cầu và nói rằng mình không lỡ xa cô. Gwen cũng không muốn rời xa Peter. Và rồi hai người yêu nhau cũng đã trở về với nhau. Thế nhưng ngay lúc này, đèn của cả thành phố đột nhiên vụt tắt. Peter ý thức được một trận ác chiến không thể tránh khỏi sắp được nổ ra. Người điện chính là đối thủ mạnh nhất mà người nhện đã từng gặp. Chỉ vỏn vẹn 3 giây, điện của cả thành phố đã bị anh ta hút hết. Vì để ngăn cản sự tấn công của người điện, Gwen đã dùng bộ não siêu việt của mình để giúp Peter cải tiến máy phóng tơ. Lúc này người điện đang tấn công thành phố một cách bừa bãi. Peter sau khi đuổi đến vốn định dùng lại chiêu cũ, dùng nước để đánh với điện, nhưng lúc này người điện đã mạnh đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Tiếp đó, Peter đã thay đổi chiến thuật, lao tới đánh cận chiến với người điện. Người điện cố gắng dẫn điện vào tơ nhện. Thế nhưng nhờ có sự trợ giúp của Gwen, thiết bị phóng tơ của Peter đã có thể cản được dòng điện. Anh nắm chặt tơ nhện, trở tay ném người điện xuống đất. Nhưng ngay sau đó, người điện đã phóng ra một tia điện mạnh mẽ tấn công về phía Peter. Ngay lúc Peter đang gặp nguy hiểm, Gwen đã phóng xe lao đến, đâm người điện ngã văng ra đất. Peter mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng anh vô cùng tức giận. Anh tức giận nói với Gwen, nơi này rất nguy hiểm, em không nên xuất hiện ở đây. Nhưng Gwen lại nói, cô quen thuộc với mạng lưới điện ở đây, cô biết làm thế nào để khởi động mạng lưới điện. Peter không thể ngăn cản được Gwen,
chỉ đành bảo cô đợi thời cơ thích hợp rồi khởi động mạng lưới điện. Sau đó anh liền xoay người tiếp tục cuộc chiến đặc sắc với người điện. Trong lúc giao chiến, Peter đã dùng tơ nhện để khống chế người điện, sau đó nhanh chóng dùng tơ nhện kết nối các sợi dây cáp điện xung quanh. Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của người điện, Peter không những không tránh mà còn nhẫn nhịn chịu đau, kết nối các sợi tơ nhện ở hai tay lại với nhau. Cuối cùng anh đã bảo quen dùng chiêu chí mạng. Dưới tác dụng của dòng điện cực mạnh, năng lượng của người điện bỗng chốc bị quá tải, sau đó tự nổ ngay lập tức. Peter vừa mới giải quyết được người điện, còn chưa kịp thở thì Harry đã đuổi đến trước mặt. Nhìn thấy Gwen ở sau người, Harry cuối cùng đã hiểu ra, thì ra Peter chính là người nhện, nào ngờ người bạn tốt của mình lại thấy mình chết mà không cứu. Harry bỗng chốc tức giận, trực tiếp bắt Gwen đi và ném cô xuống đỉnh tháp đồng hồ. Peter lập tức đuổi theo sau, đỡ được Gwen và ôm cô vào lòng. Hai người vừa rơi xuống đất, Harry đã thả ra quả lựu đạn. Sau khi sắp xếp xong cho Gwen, Peter đã triển khai một trận đấu nảy lửa với Harry. Trong quá trình giơ đấu, Peter đã nhắm chuẩn tới cơ đập ngã Harry. Nhưng thiết bị bay của Harry rơi xuống đã phá hỏng bánh răng dưới chân Gwen. Peter vội vàng dùng tơ nhện kéo Gwen lại. Lúc này, Harry đã xoay người lại lần nữa vồ lấy Peter. Peter quả quyết dùng tơ nhện thắt chặt cổ Harry, đồng thời thuận thế dùng chân kẹp chặt bánh răng, ngăn bánh răng không cắt đứt tơ nhện. Thế nhưng cho dù như vậy, tơ nhện vẫn bị cắt đứt. Nhìn thấy Gwen đang rơi xuống, Peter lập tức nhảy xuống. Mặc dù tơ nhện đã vượt qua vô vàn trở ngại, thành công kéo được Gwen, nhưng đã quá muộn, vận mệnh vẫn chơi đùa với Peter. Khi Peter đáp xuống mặt đất, Gwen đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống. Cầu xin em, Gwen, xin em ở lại với anh đi. Gwen, không, cầu xin em, mau tỉnh lại đi. Sự ra đi của Gwen là một cú sốc lớn đối với Peter. Lúc này Peter đã mất đi người mình yêu sâu đậm. Từ đó trở đi, Peter cũng không còn mặc lại bộ đồ người nhện nữa và người nhện cũng đã dần rút lui khỏi tầm mắt của công chúng. Mà Harry bên kia cũng đã bị cảnh sát bắt vào nhà tù. Nhưng lúc này anh ta đang âm thầm lên một kế hoạch vô cùng khủng khiếp. Sau đó, anh ta đã phái một người thần bí đến phòng thí nghiệm lúc trước, mà thứ treo trên tường chính là bộ giáp cơ điện của Sitchevich. Không lâu sau, trên đường phố New York đã xuất hiện một người tự xưng là Tê Giác. Hắn ta đã đi khắp nơi tàn phá thành phố. Mặc dù một lực lượng lớn cảnh sát đã được điều động, nhưng họ vẫn bó tay chịu chết. Ngay lúc này, một cậu bé mặc bộ đồ người nhện đã chui khỏi hàng rào. Đối mặt với sự chế giễu của người Tê Giác, cậu bé vẫn không hề sợ hãi. Cậu bé thản nhiên đội mặt nạ của người nhện, dường như bộ đồ này sẽ mang lại sức mạnh cho cậu bé vậy. Lúc này, một bóng hình thân thuộc đã xuất hiện. Này người nhện nhí, cháu biết là chú chắc chắn sẽ trở lại mà. Đúng vậy, cảm ơn cháu đã giúp chú cầm chân hắn ta. Cháu là cậu bé dũng cảm nhất mà chú từng thấy. Đống rác rưởi này cứ giao cho chú. Cháu hãy đi tìm mẹ của mình nhé. Ok, ok, mau đi nào. Peter lại lần nữa mặc trên mình bộ đồ người nhận bỏ xó đã lâu và cùng triển khai một trận đấu kịch tính với Reno. Theo hướng đi của cốt truyện, cộng thêm bộ người nhện không còn nhà đã lên sóng năm nay. Xem ra người nhện siêu đẳng thực sự được mong đợi sẽ ra phần 3. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo.